Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023 được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.998,9 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.990,7 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 106,01 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 34.481 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm với tỷ lệ giảm mạnh là 0,86%, giao dịch ở mức 4,837% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ đứng ở mức 82,89 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong báo cáo triển vọng mới nhất của WGC cho biết, nhu cầu về vàng miếng và tiền xu ở Trung Quốc đã tăng 16% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong 3 tháng cuối năm. Những bất ổn về kinh tế và chính trị, biến động tiền tệ và việc dự trữ của Ngân hàng Trung ương đều thúc đẩy làn sóng mua sắm. Sự mong manh của sự phục hồi kinh tế trong nước cũng như là rủi ro chính trị toàn cầu càng gia tăng có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu chuẩn an toàn của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với vàng, theo báo cáo cho biết. Trong khi đó, dự trữ vàng chính thức toàn cầu đã tăng 337 tấn trong quý 3 năm 2023, cao hơn 120% so với quý trước và là tổng dự trữ quý 3 cao thứ hai sau quý 3 năm 2022. Trong 3 quý đầu năm, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 800 tấn vàng, cao hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vàng toàn cầu tuần trước đã vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce lần đầu tiên kể từ tháng 5 trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về xung đột ở Trung Đông. Giá vàng đã đạt kỷ lục vào giữa năm 2020 khi đại dịch COVID-19 đang tàn phá nền kinh tế trên toàn thế giới. Báo cáo cho biết về thị trường toàn cầu, nhu cầu vàng đã ổn định trong suốt năm nay, hoạt động tốt trước những trở ngại của lãi suất cao và đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Trong tương lai, với căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng mạnh mẽ thì vàng có thể gây bất ngờ khi tiếp tục tăng giá. Báo cáo cho biết thêm, sự hấp dẫn của vàng ở Trung Quốc sẽ được tăng cường hơn nữa nếu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, hay gọi là PBOC, tiếp tục xây dựng dự trữ cho một trong những đợt mua vàng dài nhất, tuy nhiên Tết Nguyên đán năm 2024 đến muộn hơn một chút so với thường lệ. Do vậy mà có thể làm trì hoãn một số nhu cầu trong quý đầu năm tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC bất ngờ quay đầu tăng mạnh trở lại, còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đặc biệt Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 70,10 triệu đồng trên lượng, bán ra 70,82 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 70,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,80 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hay gọi là PNG, đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mua vào mức 70,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,85 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,70 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với Doji Hà Nội thì mua vào mức 70,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,80 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 58,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 59,70 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, với giá nhẫn bộ số 9 loại từ 0,3 cho đến nửa chỉ mua vào mức 58,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 59,80 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đến thời điểm cuối ngày hôm nay tăng nhẹ 5 đồng trên một đô la Mỹ, hiện tại mua vào mức 24.360 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.730 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.570 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.600 đồng trên một đô la Mỹ.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch tối nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.010.000, bán ra 7.080.000, tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.010.000, bán ra 7.082.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7 triệu, bán ra 7.070.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7.005.000, bán ra 7.080.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.005.000, bán ra 7.085.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 6.985.000, bán ra 7.065.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu vào 7.010.000, bán ra 7.075.000, tăng 28.000 ở chiều mua, tăng 17.000 ở chiều bán. Mi Hồng SCC mua vào 7.015.000, bán ra 7.065.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.010.000, bán ra 7.060.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB vào 6.970.000, bán ra 7.070.000. Ngân hàng TBank Gold vào 7.005.000, bán ra 7.080.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác hiện tại cũng được điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.010.000, bán ra 7.082.000. STC Huế mua vào 7.010.000, bán ra 7.080.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.010.000, bán ra 7.082.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác hiện tại tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.870.000, bán ra 5.970.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.870.000, bán ra 5.980.000. Vàng bộ số 9 vào 5.680.000, bán ra 5.940.000. Vàng 24K vào 5.761,2 nghìn, bán ra 5.881,2 nghìn, cũng tăng 5.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K vào 4.270,4 nghìn, bán ra 4.470,4 nghìn, tăng 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K vào 3.278,4 nghìn, bán ra 3.478,4 nghìn, tăng 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K vào 2.292,2 nghìn, bán ra 2.492,2 nghìn, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.